Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã dập tắt đám cháy tại số nhà 12 ngõ 32 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ trong đêm ngày 25 tháng 8. Trước đó vào khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân nằm sâu trong ngõ 32 Lạc Long Quân. Người dân chứng kiến sự việc cho biết lửa bùng phát lên từ tầng 1 của ngôi nhà rồi nhanh chóng lan lên tầng 2, khói đen đặc bao trùm. Lúc này có một trẻ em đang bị mắc kẹt ở khu vực tầng 3 của căn nhà. Thấy vậy, người dân xung quanh đã nhanh chóng cắt cửa đưa cháu bé ra ngoài an toàn. 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy trong ngõ nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 21 giờ 49 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không bị cháy lan. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân đám cháy đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết do mưa lớn đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26 tháng 8 khiến nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ 15C, đoạn qua xã Trung Lý, huyện Mường Lát bị sạt lở đất đá trên núi, ta luy dương tràn xuống vùi lấp khiến tuyến đường này bị ách tắc nghiêm trọng. Theo đó, mưa lớn kéo dài đã khiến khối lượng đất sỏi trên đồi tràn xuống chắn ngang mặt đường quốc lộ 15C, đoạn qua Bản Táo. Dù sạt lở xảy ra vào ban đêm nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Do không biết đường bị sạt lở nên nhiều người dân và phương tiện giao thông sáng ngày 26 tháng 8 vẫn lưu thông qua tuyến đường này dẫn tới ách tắc. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các giải pháp khắc phục. Tổng hợp báo cáo từ Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho thấy, quốc lộ 15C bị sạt lở rất nhiều điểm như tại km 56+260, km 56+450, km 55+580, km 54+900, trong đó tại điểm ở km 55+580, đất đá cây rừng bị sạt lở tràn xuống chắn ngang đường khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ vụ hình ảnh một chiếc ô tô con chạy ngược chiều ở làn 120 km/h trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, thời gian xảy ra sự việc vào lúc 19 giờ 36 phút ngày 25 tháng 8. Chiếc xe con vừa bật đèn pha vừa lao vun vút ở làn 120 km/h trên tuyến cao tốc. Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi coi thường tính mạng của chính tài xế với những người tham gia giao thông khác và cho rằng cần phải truy tố hình sự, treo bằng vĩnh viễn mới đủ sức răn đe với trường hợp này. Trước đó vào lúc 15 giờ ngày 29 tháng 4, ô tô biển kiểm soát 15A đi ngược chiều làn 1, tốc độ tối đa 120 km/h, từ km 102 về km 101, nút giao Tân Vũ hướng Hà Nội Hải Phòng, thuộc địa phận quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Sau khi phát hiện sự việc, đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã lưu video và hình ảnh xe vi phạm, phối hợp với đội 2 Cục Cảnh sát Giao thông xử lý theo quy định. Dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư 323 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9 năm 2023 và phải hoàn thành trong tháng 8 năm 2024. Thế nhưng cho đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc khiến dự án đứng trước nguy cơ chậm tiến độ. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Hệ thống mương cũ đã được đào lên, các cấu kiện mới đã được tập kết, sẵn sàng lắp đặt, đường điện cũng đang chờ để hạ ngầm. Tuy nhiên, do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chưa xong nên nhà thầu phải ngừng thi công hơn 1 tháng nay. Vướng mặt bằng cho nên là các cái vật tư vật lực chúng tôi tập kết ở đây rồi, nhưng mà còn chờ cái giải phóng mặt bằng của các cơ quan chức năng cho nên đang bị đình trệ lại. Còn tất cả một cái chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Và khi có mặt bằng chúng tôi sẽ đẩy nhanh. Dự án nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong bên phải tuyến đang vướng 2 tổ chức và 27 hộ gia đình thuộc phường Hưng Bình và phường Trường Thi. Hiện có 12 hộ đã lập xong phương án đền bù, 11 hộ đang công khai phương án và 4 hộ đang xác minh nguồn gốc đất. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số đơn thư cần xử lý, quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng cũng có sự thay đổi do luật đất đai 2024 đã có hiệu lực. Còn lại 3 cái đơn khác thì hiện nay phường đã thủ lý 2 đơn về giải quyết tranh chấp về xác định nguồn gốc sử dụng đất. Còn một đơn thì đang phối hợp với các cái ban ngành, các phòng ban của thành phố để cùng phối hợp để giải quyết. Nếu mà có quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án rồi thì là thực hiện theo cái luật cũ. Còn mà chưa có quyết định thu hồi đất và chưa có quyết định là phê duyệt phương án thì lại phải là thực hiện theo cái luật mới. Hiện khoảng 200 mét vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong chưa được triển khai do vướng mặt bằng. Điều đó đã khiến toàn bộ hệ thống điện viễn thông trên toàn tuyến chưa thể hạ ngầm. Những hàng cột điện án ngự giữa lòng đường trong thời gian dài đang gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Ban quản lý dự án cũng đã họp lên kế hoạch với đơn vị thi công. Trước mắt thì sẽ làm hoàn chỉnh 100%, từ công tác hạ ngầm đến là chặt các cái cột điện hiện trạng từ Đào Hải Quán về đến Nguyễn Văn Cừ hoàn thành trong tháng 9. Rồi là tiếp tục thực hiện việc hạ ngầm các cái đoạn còn lại mà không vướng mặt bằng là cũng hoàn thành trong tháng 10. Phần đầu là sau khi có mặt bằng ở đoạn 200 mét đó thì sẽ thực hiện đẩy nhanh để hoàn thành trong khoảng 1 tháng. Hiện nay, một số hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng đường Lê Hồng Phong cần áp dụng luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2024 và Nghị định 88 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, sẽ còn phải chờ thông tư hướng dẫn và quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn mới có thể áp dụng triển khai. Điều đó đồng nghĩa với việc giải phóng mặt bằng sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Dù chưa có quy định cụ thể về quản lý hoạt động kinh doanh cho thuê dụng cụ thể thao và quản lý thể thao mạo hiểm trên mặt nước như chèo súp, nhưng bộ môn này hiện đang nở rộ tại Đà Nẵng, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Người tham gia chèo sắp tại bãi biển Mân Thái chủ yếu chơi từ 5 đến 7 giờ sáng và từ 16 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Đặc biệt, dịp cuối tuần rất sôi động, người chơi được hướng dẫn về kỹ thuật và an toàn. Tuy nhiên, một số sắp chở theo trẻ em hay chủ quan không mang áo phao. Do lượng người chơi nhiều, dù có người theo dõi, vẫn khó có thể bám sát toàn bộ các thuyền. Mình hướng dẫn cách họ chèo, họ để chân, rồi là cách buộc như thế nào. Thứ nhất là mình lựa chọn áo phao đúng kích cỡ của họ, và thứ hai là phải luôn luôn thắt dây an toàn. Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi du lịch Đà Nẵng, chèo sắp là hoạt động mới và chưa có quy định hướng dẫn cụ thể. Hiện đơn vị chủ yếu tập trung tuyên truyền, tuần tra nhắc nhở các tổ chức cá nhân hoạt động sắp phải đảm bảo an toàn cho khách thuê sắp. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa ban hành cái quy định cụ thể, ban quản lý đã tạm thời quy định một số cái quy định cũng như là khuyến cáo cho người dân và du khách khi tham gia chèo súp. Người dân và du khách dưới 16 tuổi thì không được tham gia. Thứ hai nữa là khi mà tham gia thì phải mang áo phao và không khi có bệnh thì không được tham gia. Đáng nói hơn, tại bãi biển Mân Thái hiện có 32 hộ kinh doanh cho thuê sắp, nhưng chỉ có 10 hộ có giấy đăng ký kinh doanh. Điều đáng lo ngại là có tình trạng nhiều người dân tự mua sắp để chèo, nên công tác quản lý càng khó khăn. Ban quản lý cũng đã mời các cái hộ này hướng dẫn và để yêu cầu các hộ mà không có giấy phép kinh doanh thì liên hệ đến địa phương, chính quyền địa phương, ủy ban nhân quận, các quận để mà được cấp giấy phép. Các đơn vị mà hiện nay kinh doanh không có giấy phép thì ban quản lý sẽ phối hợp với địa phương, các ngành chức năng sẽ xử lý. Thời gian tới, ban quản lý tổ chức sẽ kiểm tra, rà soát, yêu cầu các hộ kinh doanh sắp phải đảm bảo đúng các quy định đã đưa ra, xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083 722 5566, địa chỉ email đường dây nóng a@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.